Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa, Gia đình và Xã hội. Hôm nay, Julie Diệp và Tina Nguyễn sẽ tiếp tục nói chuyện với cha Kiệt, với bạn Cát Tường. Hôm nay về Thanksgiving Feast for the Less Fortunate. Cảm ơn cha đã chia sẻ rất nhiều thông tin về hội đây. Cảm ơn Cát Tường. Xin Cát Tường nói thêm về Thanksgiving Feast for the Less Fortunate. Tiếng Việt Nam là cái gì? Thì mỗi năm, hội sinh viên công giáo chúng con đều tổ chức một cái buổi đại tiệc lễ tạ ơn dành cho những người kém may mắn, những người vô gia cư. Đặc biệt vào năm nay thì vì vướng với đại dịch Covid-19 nên là càng nhiều người vô gia cư cần được giúp đỡ hơn. Thì năm nay buổi Thanksgiving này được tổ chức vào ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại nhà thờ Living Spring. Chúng con đều tổ chức các khâu chuẩn bị như là các thực phẩm, truyền thông, các chương trình văn nghệ giải trí và cũng như là các phần quà cho các người vô gia cư tham gia. Okay. Chỉ có thắc mắc là tại sao hội lại chọn cái ngày lễ tạ ơn, nó có liên quan gì, nó cũng là biết là nó cũng là một cái thiện nguyện, nhưng mà một lễ tạ ơn, tại sao lại là chọn một cái lễ tạ ơn để làm một đại tiệc như vậy, có ý nghĩa gì với cái lễ tạ ơn đối với hội? Thì lễ tạ ơn này chúng con tổ chức cũng như là một lời tạ ơn đến Thiên Chúa, một lời tạ ơn đến đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang chúng ta, đồng thời cũng là một sân chơi cho các bạn học sinh, các đoàn thể, các bạn sinh viên khác nhau có thể tham gia cùng giúp đỡ và chia sẻ, mang niềm vui đến những người vô gia cư. Rất là ý nghĩa, chị phải không? Cha còn nhớ là 22 năm về trước, cha còn là một cậu sinh viên ở trường Cao Sĩ Fullerton, sáng lập ra cái hội này. Thì cái lúc đó là hội đang tìm kiếm những cái phương thức để mà có thể làm cái công tác xã hội, chia sẻ với đời với người. Thì khi mà các bạn ngồi họp lại với nhau cùng với lại cha cô cố vấn lúc đó là cô Võ Kim Sơn, thì cô có nói rằng là cái ngày lễ tạ ơn đó là cái ngày mà của những cái người Mỹ, khi mà họ qua đây họ thường làm những cái lễ để mà cảm ơn trời đất và những người xung quanh, khi mà họ có được một cái nơi mà họ có thể bắt đầu sinh sôi và có thể phải sống một cái đời sống tốt đẹp, họ ăn những cái món đồ mà họ đã được những cái người dân ngày xưa gửi cho họ, để mà họ có thể tồn tại tới bây giờ, đó là những con turkey hay là những cái trái bắp, vân vân. Nhưng mà rất tiếc rằng là ngày nay đó thì giới trẻ đã không biết sử dụng cái ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn, họ chỉ sử dụng những cái ngày này làm những cái thời gian để họ đi chơi vui riêng của họ, hay là họ chỉ nghỉ ngơi, hay là họ đi shopping thôi. Thì mà các em lại được nghỉ vào trong những cái ngày này, thì tại sao mình không có tận dụng cái ngày này để mà mình làm cái bữa tiệc, mình đãi cho những người vô gia cư như là một cái cơ hội để mình chia sẻ và tạ ơn cái đất nước Mỹ đã cứu mang người Việt Nam chúng ta tới đây. Với cái ý nghĩa đó thì hội đã quyết định là mỗi ngày thứ Sáu sau ngày lễ Thanksgiving sẽ dành toàn bộ cái ngày đó để mà tổ chức ra cái chương trình này. Và cái chương trình này đã được làm 22 năm nay. Trong 21 năm về trước thì luôn luôn làm là ở ngay nhà thờ St. Anselm, là cái nơi mà ngày xưa là giúp cho người Việt Nam mình làm giấy tờ cho những người mà di dân qua đó. Ở chỗ đó là cái nơi mà đã giúp cho người Việt Nam mình hồi xưa. Họ cũng có cái chỗ để mà cho những người vô gia cư ăn hàng tuần. Thì mình mượn cái chỗ đó để mình làm. Nhưng mà năm nay bởi vì cái Covid cho nên mình không có làm ở trong cái nhà thờ St. Anselm được. Mình cần một cái chỗ không gian ở ngoài để mà mình có thể mình tổ chức được. Thì may mắn rằng là hội đã được một số quân nhân cho giới thiệu tới nhà thờ Living Spring, là cái nơi có một cái bãi
một bãi đậu xe rất là lớn, rất là rộng rãi để mà tổ chức cái điều này. Và chính vì vậy mà năm nay lần đầu tiên sau 22 năm hội phải dời địa điểm để mà làm tổ chức ra ở từ San Anselm qua Living Spring. Dạ vâng, quá là tuyệt vời thưa cha. Theo con biết thì cái ngày Friday sau Thanksgiving là Black Friday. Dạ, đúng rồi. Có nghĩa là mà những người trẻ như mình đã đi shopping đó, dạ, vâng, không rồi. Bỏ lỡ ngày đó. Dạ, vâng. Nhưng mà các em sinh viên hy sinh một cái ngày đó để mà phục vụ cộng đồng, phục vụ nhau, phục vụ bạn bè của, thì quá là một cái hy sinh lớn. Cộng thêm năm nay là cực cho hội nữa. Dạ, vâng. Như cho lời cha nói là phải rời địa điểm, rồi phải quen với địa điểm, rồi những chuẩn bị rất là đặc biệt cho mùa Covid để mà giữ vệ sinh hết cho mọi người nữa, thì quả là một cái hy sinh rất là lớn. Và chị Tina với lại Julie có biết không, đây là cái một trong những cái một cái chương trình duy nhất mà hội sinh viên công giáo mời gọi tất cả các hội đoàn, các giới trẻ khác tới tham dự với hội để mà tổ chức. Thì hiện tại bây giờ là đã có một vài trường high school đã ghi danh để mà được tham dự vào trong cái chương trình này. Mấy năm trước là như năm ngoái, cái số lượng mà khách mời những quý vị vô gia cư tới là khoảng chừng 170 vị. Nhưng mà các em mà từ khắp nơi tới là khoảng chừng 250 em tới để giúp cho cái chương trình này. Wow. Then can I imagine là hai người xôi một người. Yeah, that's a great service. Yeah, yeah. Trước là full service để họ chỉ cần ngồi rồi họ cần cái gì là tới ngay trước mặt cho họ. Yeah. Tại năm nay á là Julie biết là có cái bị COVID. Yeah, vâng. Thì bị COVID mình phải làm cái gì khác năm nay cho thầy? Dạ vâng, năm nay có gì khác? Tường thấy sao? Dạ thì cái khó khăn đầu tiên là phải tổ chức tiệc ở ngoài trời. Yeah. Thì chúng con luôn ráng tuân theo các luật lệ như là giữ khoảng cách 6 feet, hạn chế tiếp xúc với nhau, luôn đeo mặt nạ suốt chương trình để đảm bảo sức khỏe cho người vô gia cư và cũng như là người tham gia chương trình. Yeah. Thì ngoài ra thì những cái khâu chuẩn bị đồ ăn, thức ăn cũng phải chuẩn bị trước, phải đóng gói trước vì không có thể mà serve ngay tại chỗ được như mọi năm trước. Mà cũng có chỗ cho họ ngồi, họ ăn, họ enjoy phải không? Dạ vâng. Thì chia sẻ với các chị trước là đầu tiên là mình phải chuẩn bị một cái sân khấu ngoài trời. Rồi xong rồi mình phải mướn một cái dàn 200 cái ghế rải dài ở trong cái bãi đậu xe đó và cách nhau 6 feet. Và mình mướn tất cả những cái mái che, những cái tent á, để mà mình make sure là họ vẫn ở trong cái buổi trưa như vậy, họ vẫn ở đó. Và tất cả họ ngồi ở đó, đồ ăn sẽ được đóng từng cái hộp nhỏ mở ra trong đó, và cái đồ ăn thì cái thực đơn nghe nói nó cũng thì tổng cộng là có 7 món. Dạ vâng. Wow. Và cái món chính nó vẫn là cái món truyền thống mà những người vô gia cư có lẽ là họ không có cơ hội họ ăn được, nhưng mà đó là cái món mà mọi người, mọi gia đình đều ăn trong cái ngày lễ tạ ơn của người Mỹ, đó là cái món turkey. Wow. Dạ vâng. Và trong những bảy món đó thì nó cũng có một vài món nó đượm Việt Nam một chút xíu, chẳng hạn như cơm chiên. Dạ vâng. Để mình bỏ nó vậy. Đó là cái cách để mà mình làm sao cho họ cũng thích nghi với lại cái nền văn hóa của người Việt Nam mình. Dạ vâng. Và những cái món này là những cái món mà nấu nóng, chứ không phải là những cái món ăn mà nhanh như là họ thường ăn. Yeah. Họ sẽ được tiếp đãi trong một cái môi trường là được ngồi đó và chỉ có ngồi ăn thôi. Yeah. Và họ sẽ coi một cái chương trình văn nghệ do tất cả các em sinh viên hát, trình diễn. Oh, wow. Và họ sẽ được những cái món quà cực kỳ có giá trị. Wow. Yeah. Cha Kiệt nói là bây giờ là không phải là ăn không mà có performance nữa hả? Dạ vâng. Xin các thành viên nói cho mình sau quảng cáo thì mình sẽ nói thêm về cái chương trình ha. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Hôm nay Julie và Tina Nguyễn có thời gian nói chuyện với cha Kiệt, với các thường tiếp tục theo dõi chương trình. Cảm ơn.